Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đã tới Văn Miếu Quốc Tử Giám để làm lễ cầu may mắn. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là nơi linh thiêng bậc nhất Hà Nội. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh, sĩ tử đã sửa soạn lễ vật đến đây để cầu may khi ngày thi sắp đến. Từng tốt thí sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho bản thân trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngoài việc cầu may mắn, đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, học sinh còn ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng. Phụ huynh học sinh cũng dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều người chuẩn bị văn khấn kỹ lưỡng trước khi tới đây. Theo lịch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay sẽ được tổ chức 3 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ trong thời gian 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 6 tới.